Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm của kênh Emmy. Hôm nay mình xin giới thiệu một model nữa của Hioki, model đo điện trở cách điện IR4057-20. Model này thì đang được sử dụng rất thông dụng ở trong thị trường của Việt Nam. Sau đây mình xin mở hộp chiếc đo điện trở này. Thì máy này cũng bao gồm một cái thân máy mặt trong hướng dẫn sử dụng và một dây đo cùng đầu kẹp cá sấu và hai que đo thiếu điện đi dây, một dây đeo vai rất tiện dụng cho sử dụng trong khi mà không công trình và bốn quả pin rất sử dụng nhận. Sau đây mình xin giới thiệu một số các tính năng cơ bản của máy IR4057-20. Ở bên cạnh máy ở đây thì có một cái điện trở chuẩn để tí nữa mình test. Thì ở trên đây thì trên màn hình của nó thì có bao gồm có chức năng đo điện trở này, đo điện áp này, điện áp một chiều và các thang phóng điện là 50, 125, 250, 500 và 1000. Ở màn hình hiển thị của nó thì có phần line này thì để là màn hình nền hoặc điều chỉnh cái không này, hoặc là mình có thể so sánh các giá trị điện trở để xem là các sản phẩm mình có pass hay không. Cái nút này thì để mình để chọn sang cái giá 1000 hoặc 500. Khi mà điện áp cao thì cái nút này có chức năng rất là tốt để cảnh báo cho người dùng tránh bị điện giật. Đây, ở đây mình chỉ cần bật lên như thế này thì mình sẽ có chức năng đo được điện trở. Thì ở đây mình đang để các chế độ của nó là điện trở so sánh của nó là 50 ohm, tức là trên 50 ohm thì nó sẽ cảnh báo, hoặc các bạn có thể set ở đây 60 ohm hoặc 100 ohm. Đấy, nó tắt đi. Đây, giả sử mình để là 2 ohm chẳng hạn, các bạn cắm các đầu này vào, một đầu kẹp cá sấu đây. Các bạn gạt cái nút này đi thì nó sẽ đo được. Ở đây là được 1.99 ohm. Tương tự các thang khác cũng như vậy. Về phần điện áp thì các bạn chỉ cần xoay về núm vôn này, thì ở đây là mình sẽ đo được điện áp một chiều như dạng của pin hoặc acquy. Thì ở đây mình sẽ không đấu nối thêm. Và nên các thang tiếp theo này, đây là thang phóng điện trở, phóng điện áp để có thể đo được cách điện của các vật. Thì những cái thang 1550 và 125 và 250 thì mình vẫn vặn thông thường thôi. Cần khi mà lên đến thang cảnh báo cao này 500 thì cái nút relay này nó sẽ nhấp nháy này, nó cảnh báo là điện áp cao đang phóng ra là 500 V. Thì khi mà 500 V thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì nó sẽ cảnh báo, thì nó sẽ xác nhận mình ấn vào đây thì bắt đầu mới đo được. Còn mình dạng này đi thì mình sẽ test được thông số đo của máy. Tương tự như là cái thang 1000 này cũng vậy, thì nó cũng sẽ cảnh báo. Thì cái nút này nó chỉ có chức năng cho hai thang ấy thôi. Thì mình sẽ chọn được thang 1000. Trong trường hợp mà nó nhấp nháy mà các bạn không chọn ở nút này thì nó sẽ không thể đo được ở cái thang 500 và thang 1000. Còn các thang khác thì mình không cần chọn, nó vẫn đo bình thường. Trên mình đã giới thiệu sản phẩm máy đo cách điện của Hioki IR4057-20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu tiếp sau.